Thật sự thì Trung Quốc, tức là trong cái lúc mà ta phải nói độ 5.000 năm nay, tức là thời kỳ tiền sử, chúng trước tiền sử thì Trung Quốc cũng không biết mà Việt Nam cũng không biết. 5.000 năm nay thì Trung Quốc nói rằng châm cứu ra đời ở Trung Quốc khoảng 5.000 năm, thì của chúng ta cũng là khoảng 5.000 năm. Thế thì gần đây thì giáo sư tiến sĩ Phạm Song là Bộ trưởng Bộ Y tế là cùng lớp học với tôi, thì anh có nói là bây giờ mình phải viết một quyển tự điển y học Việt Nam, mà không phải viết theo các đồng chí, các bậc thầy ngày xưa, mà viết theo cái quyển tự điển Việt Nam nó phải có hai phần, một phần về Tây y và một phần về Đông y. Thì tất nhiên tôi cũng là giáo sư Tây y chứ không phải là của Lan, nhưng mà tôi đi lâu vào, đi Trung Quốc về là tôi bắt đầu nghiên cứu về Đông y, vì nó cũng nguồn gốc, vì gia đình tôi là gia đình Nho gia ở ngoại thành Hà Nội. Thế thì bây giờ phải viết lên là châm cứu là cái gì, và châm cứu có từ đâu, mà tại sao gọi là châm, tại sao gọi là cứu. Thì nhân tiện này tôi nói một phần, thì muốn viết như thế mình phải xem châm cứu từ đâu. Thì đây đồng chí Khánh Hòa vừa nói đấy, người ta nói cái gì chứ người ta không nói đất nước ta. Tôi mở tất cả sách của Trung Quốc ra, tôi hỏi cả các đồng ông bạn thân thân nhất là ông, nó gọi là Lão Ta Cơ, Lão Đại Ca, thì tôi được phong là một Lão Đại Ca, vì trong ngành châm cứu Việt Nam hiện nay tôi 80 tuổi rồi. Còn ông bạn tôi là 82 tuổi, ông Vương Tất Đài ở Bắc Kinh thì mới chết năm ngoái rồi. Cho nên là cái hội nghị vừa rồi tháng 12 năm 2009, hai lần họp, một họp về liên hiệp quốc tế của các nước châu Âu họp, của thế giới họp, thì các đồng chí đây ta đã biết là họ ở thành phố Strasbourg, là cái thành phố gọi là thành phố Âu Châu, là văn phòng châu Âu là đấy. Tuy là Strasbourg là của Pháp, trước khi Đức chiếm bây giờ vẫn là của Pháp, đấy là thành phố Âu Châu. Thì họp lần châm cứu lần thứ 7 ở đấy. Thì cũng báo cáo luôn các đồng chí là mình không khoe gì, nhưng mà thế tự nhiên ta lại bầu một cái người Việt Nam mà nước ta đấy, các đồng chí vừa nói đấy, vừa nghèo mà có khi nó lại bảo vừa rốt nữa cơ, chẳng biết cái gì nữa cơ. Nhưng mà 30 năm nay họ đều bầu tôi là Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội Châm Cứu Thế Giới, thưa các đồng chí là 135 nước mà bầu. Và vừa rồi tháng 12 cũng vậy, thì cũng lại bầu lần thứ 7 là Phó Chủ tịch. Mà lại buồn cười là người ta bảo tại sao lại có hung thu là phụ trách khoa học, phụ trách khoa học kỹ thuật. Thì rõ ràng chúng ta ngồi đây trí thức nhiều mà, đâu chúng ta dám nói là khoa học kỹ thuật chúng ta là hơn tất cả các nước châu Âu và mà còn các bác các nước Liên Xô nữa. Nhưng mà đứng về lịch sử châm cứu thì chúng ta không thua ai cả. Thì tôi xin báo cáo đồng chí, tức là trong lịch sử Việt Nam như đấy đồng chí các có nói đấy, là có nhiều cái tài liệu từ thời Pháp nó mất đi, không phải không có mà nó mất đi, hoặc nó mang về Paris, hoặc là chúng ta cũng sao chép lại. Cho nên tôi đọc rất nhiều sách của Việt Nam thì đều nói là người châm cứu đầu tiên của nước ta là An Kỳ Sinh, người Đông Triều đã chữa khỏi bệnh cho Thôi Văn Tử. Thì chúng ta các bạn chỉ biết 1.000 năm đầu đô hộ thì ta làm gì có sách vở để ở lại nữa. Thế thì nhưng mà An Kỳ Sinh hiện nay người vẫn đứng sừng sững ở trên núi Yên Tử, Trúc Sơn Yên Tử, ngày xưa thì gọi là Hải Dương, người vi thượng cổ thì làm gì có tỉnh Hải Phòng mà, phải không? Biển lên đến Hải Dương, chúng ta gọi, các cụ ngày xưa ta gọi Hải Dương là thành Đông, là cái thành mà lúc đó mặt trời mọc ở phương Đông. Thế thì cụ An Kỳ Sinh giờ trong sử thì nói là ngôi thượng này là một hòn đá to 5 tấn dựng trên Trúc Sơn Yên Tử. Thế thì tôi có đưa Trung Quốc đến thăm. Về đấy thì tất nhiên ngày xưa những về những đời nhà Nguyễn về sau chúng ta đều biết chữ Nho, để nói rằng là Trúc Sơn Yên Tử từ người châm cứu An Kỳ Sinh. Thì cái tượng này nếu đứng dưới ta trông giống đúng là một người châm cứu, nhưng tất nhiên châm cứu ngày xưa là người ta búi tóc, tổ tiên ta là búi tóc, về sau thì đặt phương Bắc hay bắt cắt tóc đi, thì chúng ta là búi tóc và đeo cái gội ở trên này và đi làm thuốc. Thì đến bây giờ tôi hỏi Vương Thế Đài là thế bên ông thì bên ông nói là 5.000, tôi nghĩ là chắc là Trung Quốc phải làm châm cứu lâu đời rồi. Nhưng có một điểm tôi bàn này phải bàn sau, nhưng mà 5.000 đời rồi thì thế thì ở đây tôi có ông An Kỳ Sinh, nói rõ là An Kỳ Sinh đời Hùng Vương,
Tuy giờ nhiều khi nói đến nghìn năm Thăng Long thì các anh không có nói đến chung cứu. Nhưng mà thực ra là đời vua chúng ta mà, nếu chữ chữ mà theo được chung cứu, tôi nghĩ là thủ đô chúng ta ở ngay Việt Trì này. Chữ Việt Trì là chữ Nho mà các ông chí, và đây như các bạn biết nhiều hơn tôi. Trì trì tức là đây là huyệt khúc trì, là cái chỗ nó lõm xuống mà chỗ nó tập trung nước nhiều. Còn Việt thì là chữ Việt, thì tôi bảo thế thì các cụ không biết đặt từ Việt Trì được bao giờ, nhưng có lẽ là cái gốc là đây là cái rốn của người Việt ở đây. Thế nên nhiều người cứ bảo là như vậy ở đền Hùng thì tôi đấy là chỗ mà lăng tẩm tôi của các đồng chí, là các cụ đưa về đấy rồi chôn rồi làm miếu thần miếu để thờ thôi. Nhưng tôi xác là cái nhân là thủ đô Văn Lang chứ là nơi chỗ này ở Việt Trì. Nó có nhiều lý do lắm chứ ạ. Vì các cụ nghiên cứu là tôi thì không thuộc lắm, như trên sông, trên tuyến trên thì thuyền bến dưới thuyền, thế rồi rất rộng rãi, sùng núi rụt điểm trùng được điểm, mà từ đây suốt lên phía trên cuối tỉnh Phú Thọ chúng ta, hay dọc đến gần Hà Nội thì vẫn là đất nước của vua Hùng. Thế nhưng mà chung cứu chúng họ làm lâu lắm rồi, hỏi bảo có tượng không, thì công ông văn minh hơn chúng tôi rất nhiều. Thưa các đồng chí, là cách đây 5.000 năm lúc tiền sử, thì lúc đó là trong sử, tôi xin báo cáo là tôi đọc cả sách Trung Quốc. Nếu đọc nguyên Việt Nam thì không biết ở đâu. Vì những người gần đây ta viết về Việt Nam thì có khi viết Việt Nam thành cái nước nào ấy, chứ không phải chúng ta. Thì như vậy tức là trong 5.000 năm như vậy, thì rất nhiều nước ở cái giải đất từ Bắc của Trung Quốc, lúc đó thì chưa có Mông Cổ gì đó gọi là Hung Nô, mà xuống đến Hắc Long Giang, qua Hắc Long Giang thì xuống gần Việt Nam, tức là sông Đại Giang mà bây giờ là Trường Giang ấy, nó có một cái lũy thành thiên nhiên rất lớn, tức là núi Ngũ Linh và Hồ Đồng Đình. Thế nên là trong, nhưng mình cứ không nói, cứ bảo nước ta chắc là thêm thế này chứ, chắc gì đâu không đọc năm Việt Sử Ký. Thế chúng ta biết là tại Việt Sử Ký viết như thế thì ta lại không tin là đất nước Văn Lang của chúng ta là đất Việt, mà bắt đầu từ phía nam của sông Trường Giang dọc tuốt xuống phía nam này. Cho nên cái đời mà Trung Quốc của đời Tam Hoàng Ngũ Đế, tức là chưa có vua con gì đâu, nhưng nhiều dân tộc lúc đó thì Trung Quốc, các dân tộc của Trung Quốc ở giữa cái giải đất là từ sông Dương Tử Giang phía bắc mà giáp xuống Trường Giang phía nam chúng ta, thì cái vùng đó, trong cái vùng của hai con sông đó là các dân tộc Trung Quốc ở nhiều. Mà sách Trung Quốc nói là có 1.000 dân tộc cơ. Thế nhưng mà người ta đánh nhau cũng ghê, cho đến nhà Chu là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên, thì lúc đó cái nước mới thành lập. Thì lúc đó Trung Quốc mới viết đến lịch sử và mới viết về trong sự chung cứu. Nhưng mà thế người ta, các anh hỏi tôi viết thế thì sách, người ta bảo ta làm lâu rồi thì sách ra đâu. Thì chúng ta hiểu rồi, ta phải đọc cái quyển sách từ ngày xưa, từ Truyền Khẩu mãi đến đời nhà Trần, đến đời nhà Lê viết trở lại đấy, là Lĩnh Nam Thích Quái. Lĩnh Nam cũng nói là Lĩnh Nam là núi Ngũ Linh, phía nam núi Ngũ Linh là Lĩnh Nam. Và trong sách cổ đều nói là này, trời đã sinh ra núi Ngũ Linh và Hồ Đồng Đình, thì đấy là cái biên giới thiên nhiên của chúng ta, mà đấy là chân Chúa ra đời chỗ đó. Thế nước ta không phải là bây giờ. Nhưng mà nãy đồng chí vừa nói đấy, thì đến năm đến 3 thế kỷ trước công nguyên, nhưng theo sách chứng cứ của tôi thì từ 111 năm trước công nguyên cũng áng chừng như thế thôi, thì nước ta mới mất được đất Việt. Và cách đây 2 tháng tôi đi Bắc Kinh họp Liên hội Chung cứu Quốc tế về, thì tôi thường về Quảng Châu, thì tôi vẫn thắc mắc rằng thủ phủ thiên nhiên của Việt Nam đang là Quảng Châu. Thì lần này tôi đi qua đấy chắc không biết không.